Hello anh em nhá, rất vui khi anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thế thì lâu lắm rồi mình cũng không có làm những video những con diều anh em. Đấy, thế thì hôm nay là cũng là cái đầu mùa hè, cho nên là mình cũng sẽ làm mấy con diều này này để mình thả cho anh em xem. Đây, hiện tại mình làm được 5 con anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5 con này anh em này. Đó, thì cái con đen đen này hôm bữa mình có thả, mình có kéo xuống để một cái đoạn mà mình có làm video trước cho anh em xem đấy. Đó, còn bây giờ hiện tại bây giờ là có 5 con này thì bây giờ mình sẽ gió hôm nay hơi yếu yếu anh em ạ. Đây này. Đấy, gió hôm nay hơi yếu yếu cho nên mình sẽ thả con nhỏ nhất này cho anh em xem nhé. Đây này anh em ơi, con diều này là mình làm lắp ghép hết anh em ạ. Đây này. Đó, mình sẽ tháo này ra cho anh em xem thử nha. Đấy, đây này. Thấy không? Lắp ghép và mình làm một số con diều này này để mình tặng nhá anh em nhá. Đấy. Đây mình bên trong này là có một cái ống này anh em này. Đấy, mình đúc cái cây này vào. Đấy, giống y như con diều mua ấy anh em ạ. Đấy, đây đây này, ống đây này. Đó, giống y như diều mua luôn. Lắp ghép luôn. Đây, thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ thả con diều này cho anh em xem thử nhá. Tại vì gió hơi nhỏ nên mình thả con nhỏ thôi. Đấy, anh em thấy không? Bây giờ mình cột dây lèo anh em nhá. Đây, cái dây lèo mình để bên đây này. Đấy, mình cột phía sau. Đó. Rồi để mình chống cái máy không bao giờ mình cột trên lèo. Đây anh em. Đấy mình để phía đây nhá. Cột dây lèo lên rồi bắt đầu mình thả thôi nhá. Cái này là bữa cột kiểu gì đây? Đây. Rồi, ok đấy anh em ơi. Đây mình đem sang cái phía bên đây cho nó rộng rộng tí để mình thả anh em nhé. Rồi, đây anh em nha. Bắt đầu mình sẽ dựng cái máy lên đây. Yeah. Rồi, bắt đầu mình thả anh em ạ. Lên đấy anh em ạ. Lên này. Đó. Đó. Diều này ăn gió nhỏ, gió lớn là đều là ăn hết rồi anh em nhé. Đấy, diều này bay khá là cân, khá là ổn định. Bay thẳng lờ luôn anh em ạ. Đây mình thả cái dây cho nó dài ra. Đây này. Dây của mình vẫn rất là nhiều anh em ạ. Đấy. Đây. Lúc nãy nó vướng cái nhà này đấy anh em ạ. Mình lên khỏi bên trên cái này là cái là gió ok luôn. Đó. Đấy. Khá là ổn luôn, con diều này bay khá là ổn. Kìa vướng cái cây quá. Đấy, mình hạ này xuống nó đỡ ánh nắng mặt trời anh em ạ. Đó. Rồi, bên mình thả một tí và mình kéo xuống anh em ạ. Kéo xuống để xem cảm giác con diều này nó hạ cái kiểu gì anh em. Đây này mình hạ này xuống chút. Đó. Gió trên rất là ok anh em ạ. Gió trên mạnh lắm. Chuẩn bị vướng cột đèn rồi.
anh em thấy không? Chiều bay khá là đẹp, khá là ổn định luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ khép video đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Video sau là mình sẽ thả mấy con diều này anh em này. Đấy, video sau này là những con diều nào mình chưa được thả mình sẽ thả cho anh em xem. Con đen này trước nhé. Đến đây nhìn em nhìn thấy không? À, con diều này mình pha màu rất là đẹp luôn. Đó, diều tự làm hết anh em ạ. Rồi mình khép video đây anh em nhé.